Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Ngày 27 tháng 7, lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung huyện Lang Chánh khóa học 2022-2023 đã tổ chức hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ và giao lưu thể thao. Để bày tỏ tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung huyện Lang Chánh đã tổ chức thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện và các phần mộ liệt sĩ. Tham gia thắp hương có giảng viên trường chính trị tỉnh, học viên của lớp. Thông qua hoạt động này, giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về những cống hiến hy sinh vì nền độc lập của thế hệ cha anh đi trước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nằm trong chuỗi hoạt động của lớp, chiều ngày 26 tháng 7 tại nhà thi đấu cầu lông của huyện ủy, lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung huyện Lang Chánh đã tổ chức chương trình giao lưu thi đấu thể thao cầu lông bóng chuyền hơi với cán bộ công chức cơ quan dân đảng huyện ủy. Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung huyện Lang Chánh gồm có 73 học viên là cán bộ công chức viên chức các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp trong huyện, các xã thị trấn. Các học viên của lớp đã thi đấu giao hữu ở hai nội dung là bóng chuyền hơi và cầu lông. Đây là một trong những hoạt động thiết thực tạo sân chơi bổ ích để các học viên được luyện tập, giao lưu, phát huy năng khiếu, tăng cường sức khỏe và tăng cường tình đoàn kết để học tập tốt hơn.